là chấm. Quan ông, Vĩnh Tông của chúng ta không còn nữa, nàng phải vững vàng lên, có được không? Đã không còn nữa, nàng vững vàng lên đi, đừng để mất thân phận, càng không được quên bản thân nàng là ai. Nàng là thê tử của Trẫm, là hoàng hậu của Đại Thanh, mẫu nghi thiên hạ. Đúng vậy, mẫu thiếp là hoàng hậu của Đại Thanh. Từ ngày được sắc phong làm hoàng hậu, thiếp luôn phục dưỡng thái hậu, tôn trọng hoàng thượng, đối đãi tốt với phi tần, xử sự cẩn thận, thiếp sợ hành xử sai sót, sợ bị thiên hạ chỉ trích, thiếp hiền lương thục đức, sợ hoàng thượng ghét bỏ, thiếp không oán than, thiếp không đố kỵ, thiếp cũng không hận. Thiếp thay hoàng thượng bảo vệ phi tần, thiếp thậm chí còn coi con của bọn họ là con đẻ của chính mình. Nhưng mà hoàng thượng, thiếp có được cái gì? Hôm qua trong đêm trừ tịch, cả nhà đoàn viên, nhưng vào ngày này thiếp lại mất đi Vĩnh Tông. Thiếp dùng mệnh sinh ra đứa trẻ đó, nó là người thiếp trân ái nhất thế gian này. Tại sao? Tại sao chứ? Dùng âm thiếp cả đời chưa từng làm điều gì khuất tất, tại sao lại rơi vào tình cảnh như thế này? Tại sao hoàng thượng? Hoàng hậu, nàng mệt rồi, đừng để tâm đến thiếp. Nàng đi đâu vậy? Người để thiếp đi đây. Nàng cần phải nghỉ ngơi. Người để thiếp. Để nàng tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thiếp phải đi tìm Vĩnh Tông. Thiếp phải đi tìm Vĩnh Tông.
Mẹ bình tĩnh lại đi. Không là hoàng hậu nữa. Chú Bơm. Chú Bơm. Hoàng thượng, thiếp cầu xin người, người thả thiếp ra đi. Chú Bơm. Mang giấy ra đây. Buông thiếp ra. Tôi không cần gì. Mang giấy này đi. Người buông thiếp ra đi. Thiếp cầu xin người. Dung Âm, nàng là hoàng hậu của Trẫm, là thê tử kết tóc của Ai Tân Dứt La Hoàng Linh. Nàng không có quyền ngang ngược tùy hứng, càng không có khả năng giữa đường rút lui. Trẫm mặc kệ nàng là bệnh rồi hay là hóa điên, nàng nhất định phải nhớ rõ trách nhiệm trên vai nàng. Trách nhiệm. Cả đời này của thiếp, những gì còn lại chỉ là trách nhiệm. Nửa khúc kia là